Mến chào mọi người đến với kênh của Mỡm. Hôm nay Mỡm sẽ giới thiệu cho mọi người món cánh gà rim gừng tỏi. Hôm nay nhân dịp tập hợp cái đồ xay tỏi ớt mà Mỡm mua cho Mỡm nên là Mỡm sẽ test luôn cho mọi người xem nha. Ở đây Mỡm sẽ chuẩn bị tỏi mà Mỡm bóc vỏ sẵn rồi nè. Thêm một củ gừng, gừng thì mình cũng đã bóc vỏ và bây giờ mình sẽ sắc nhuyễn gừng nha. Thì cái máy này nó hoạt động bằng tay á và nó chỉ phục vụ cho nhu cầu là xay tỏi ớt nhẹ thôi nha các bạn. Nên là tốt nhất á là mình cắt tỏi ớt và gừng này kia đồ cho nó nhỏ bớt cho cái máy của mình dễ hoạt động hơn ha. Sau khi mình bỏ vào mình xay, mình kéo vài phát á thì giờ nó nhuyễn băng luôn rồi các bạn. Nè các bạn thấy không? Vậy là sẽ giúp cho các bạn đỡ mất công hơn nè. Gà thì mình mua gà đông lạnh sẵn á nên là bây giờ mình về rã đông và rửa sạch rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho vào chảo nha, cho cái phần tỏi gừng hồi nãy mà mình xay vào nè. Bây giờ mình sẽ nêm nếm luôn, mình sẽ cho đường, bột ngọt, một ít dầu hào và nước mắm. Thêm một ít nước màu, các bạn nêm cho vừa khẩu vị của mình là được nha. Bây giờ mình trộn đều lên cho gà thấm gia vị nha các bạn. Mình sẽ ướp trong vòng 15 phút nha các bạn. Sau khi ướp 15 phút thì bây giờ mình sẽ tắt lên bếp và mình rim nha. Ở đây mèo ấm không sử dụng thêm dầu ăn vì cái cánh gà của mình nó sẽ tiết ra mỡ rồi. Và mình cũng hạn chế dầu ăn nha các bạn. Mình bắt lên bếp và mình đảo đều nè. Trong quá trình mình rim thì mình nhớ quan sát kẻo nó bị khét nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Cánh gà của mình bây giờ nó đã gần chín và cái phần tỏi nó cũng đã đổi màu rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và nhấc xuống nha. Mình sẽ cho ra đĩa nè. Với cái cách làm như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được phần dầu ăn và mình cũng hạn chế được phần dầu mỡ nha các bạn. Với vị thơm thơm của gừng, tỏi và cái vị ngọt của thịt gà sẽ là một món ăn phù hợp với bữa cơm trong gia đình của mình. Vậy là Mẹm đã chia sẻ cùng mọi người cách làm cánh gà rim gừng tỏi một cách nhanh chóng. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mong mọi người sẽ like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình nha.